Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thành Nghị trước đơn yêu Triều Lộ Tư trong dự án Tiên Hiệp mới. Có thông tin cho biết Thành Nghị và Triều Lộ Tư sẽ hợp tác trong dự án Tiên Hiệp mới. Năm 2021, Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính được lên sóng. Tuy không gặt hái thành tích như mong đợi, thế nhưng bộ phim này được đánh giá rất cao về khoản nội dung, tạo hình và kỹ xảo. Gần đây rất nhiều thông tin cho biết phần 2 của phim có tên Thần Ẩn đang chuẩn bị được khởi quay. Theo thông tin được đưa ra trước đó, phía nhà sản xuất đang có ý định mời Triều Lộ Tư vào vai nữ chính của Thần Ẩn, trong khi đó vai nam chính vẫn chưa được quyết định. Mới đây, đầu ban của dự án phim Thần Ẩn bất ngờ hiển thị nam nữ chính là Thành Nghị và Triều Lộ Tư, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đối với tin tức này, cư dân mạng chia ra làm nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Thành Nghị rất hợp đóng phim Tiên Hiệp nên hoàn toàn có thể cần được vai diễn Thiên Khải trong Thần Ẩn. Trước có vụ Tư Phượng trong Lưu Ly, sau có Ứng Uyên ở Trầm Vụn Hương Phai, đều có tạo hình rất đẹp và ngập tràn tiên khí. Có nhiều ý kiến lại phản đối Triều Lộ Tư chuyển sang đóng phim Tiên Hiệp. So với những dạng vai cần sự uyển chuyển, thướt tha, nàng Tiểu Hoa vẫn thích hợp đóng những cô tiểu thư vui vẻ, hồn nhiên hơn. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là một hình thức marketing kéo nhiệt của phía đoàn phim mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, Thành Nghị có Trầm Vụn Hương Phai đóng cùng Dương Tử đang lên sóng, Triều Lộ Tư cũng có Tinh Hàn Sán Lạn đóng cùng Ngô Lội được chiếu. Cả hai dự án phim này chưa bạo nhưng lại thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Đây cũng là hai bộ phim có nhiệt độ cao nhất hiện tại. Thần Ẩn là phim nối tiếp của Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ chủ diễn. Bộ phim này chủ yếu xoay quanh cậu con trai Thiên Khải của hai vị chân thần Thượng Cổ và Bạch Quyết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.